Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thu Giang, là giám đốc công ty cổ phần gốm sứ Mỹ Nghệ Giang Nguyễn. Tôi đi chụp rất là nhiều nơi. Hôm nay tôi được một người bạn giới thiệu đến Bay Studio. Và hôm nay thật sự là một điều rất là tuyệt vời vì các bạn đội ngũ ở đây rất là trẻ, năng động và nhiệt huyết. Các bạn đã giới thiệu cho tôi những trang phục phù hợp với mình và make up cùng với cả những dáng đứng và những cái style làm cho tôi cảm thấy như mình thay đổi và đột sắc rất là nhiều. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất những nhiều cái CEO như tôi đang tìm kiếm một nơi để chụp những bộ hình cho mình thật đẹp và thật chuẩn. Thì Bay Studio tôi nghĩ đó là một điểm rất là tuyệt vời. Anh chị nếu như có dịp thì hãy đến đây để trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vời tôi đang trải nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thank you.